Đó, bây giờ mình đi ra tới hàng mấy cái hòn hòn đảo, hòn đá nha. Làm mẫu. Động là động kim cương. Kim cương kìa. Bây giờ không có tôi chụp xong. Ở chưa hai thấy không anh chung vô đó. Vậy thì có hơn rồi. Nắng quá không chụp nổi. Nắng nhưng mà nó sáng. Nhưng xé qua hả? Sáng mà nó rõ. Người mẫu ở thành phố à. Thấy không, thấy hai cái đó đó chị. Đó, hòn hòn tử. Không thể nào chụp được. Anh vậy là cháy máy luôn. Đây nha hả? Đó, giờ mình đã hạt đảo thôi. Là nó cứ như bây giờ người ta đang mấy cái nhà này á, ta đang